các bốn chồng sao nữ khi làm dâu, được gia đình chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dẫu biết rằng trong xã hội hiện đại, việc làm dâu không còn quá nhiều áp lực bi ai như thời cổ xưa, nhưng đối với nhiều người phụ nữ, dường như mọi chuyện vẫn còn rất nan giảng. Nếu không biết cách cư xử khéo léo, làm vừa lòng nhà chồng, có lẽ cuộc đời làm dâu sẽ chẳng thể yên ổn. Ấy vậy mà trong vòng tròn hoàng đạo, có những cô nàng đặc biệt cá tính, phá cách. Phong thái làm dâu, có một không hai của các nàng, khiến gia đình chồng không những không ghét bỏ, lại còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hãy cùng mật ngữ 12 chồng sao, tìm hiểu xem cô gái nào mà may mắn vậy nhé. Hạng 1 Chồng sao song tử Miệng dẻo như kẹo kéo, rất khéo chống chèo trong mọi tình huống. Mật ngữ 12 chồng sao hé lộ, nàng dâu cung song tử không phải là tuyết người phụ nữ khéo léo đảm đang chuẩn mẫu mẹ hiền vợ đảm của gia đình họ không giỏi nấu ăn không biết chăm sóc chu đáo cho chồng con mà thường ham vui thậm chí còn hay nghĩ cách trốn việc với nét tính cách ấy nhiều người thật sự cảm thấy ái ngại cho cuộc đời của nữ song tử khi làm dâu đa phần đều cảm thấy cô nàng hoàng đạo này chưa thực sự trưởng thành chưa đủ khả năng làm vợ làm mẹ làm dâu, bởi họ lúc nào cũng nhí nhảnh, không bỏ được cái tính trẻ con của mình. Tuy nhiên, mưa dần thấm lâu, những ai tiếp xúc lâu sẽ nhận ra, cô con dâu này thật giỏi nói năng, lại tháo vát thông minh, cái gì cũng biết. Họ lười, nhưng có cái miệng dẻo như kẹo kéo, rất khéo chống chèo trong mọi tình huống, nên chẳng ai nở giận. Cũng vì lười, nên họ nghĩ ra nhiều phương pháp làm việc, giúp tiết kiệm thời gian, lại cho kết quả ưng ý, những lúc cần nghiêm túc, song tử cũng có thể nghiêm túc. Họ thường là cây hài trong gia đình, bên cạnh đó, còn là trung gian hòa giải, khi mọi người trong nhà giận nhau. Vậy thì ai mà ghét nàng dâu này cho được? Hạng 2 Chồng sao nhân mã Kinh nghiệm sống phong phú, là thần dược giúp các cô nàng này, ứng phó với nhà chồng. Mật ngữ 12 chồng sao cho hay, cô nàng nhân mã, không phải nàng dâu đúng chuẩn truyền thống Á Đông. Với bản tính của những chú ngựa bất kham, Mã Nhi không nhu mì, không an phận, không chịu ở yên trong nhà mà thường xông xáo, chủ động, thích đi đây đi đó, tìm hiểu cuộc sống. Sự tự do, phóng khoáng cùng độ thẳng thắn của cô nàng hoàng đạo này, nhiều khi lên đến mức phủ phàng, khiến nhiều người choáng váng. Họ chỉ chịu hạn chế cái thú vui không kiểm soát của mình khi tìm được bến đổ thật sự của cuộc đời. Đừng nghĩ rằng bản tính ham vui khiến các nàng nhân mã mất điểm trong gia đình nhà chồng. Chính vì trải nghiệm nhiều thứ nên kinh nghiệm sống của họ cũng nhiều. Khi có chuyện xảy ra, họ linh hoạt ứng dụng những kiến thức của mình, cứu nguy cho gia đình. Chưa hết, họ còn học rộng hiểu nhiều, khiến gia đình chồng nở mày nở mặt. Đó chính là lý do tại sao chồng sao nữ khi làm dâu luôn được gia đình chồng yêu mến, không thể thiếu vắng cái tên nhân mã. Hạng 3. Chồng sao Bạch Dương. Sự giản dị, chân thật, dễ chạm trái tim người đối diện. Xem tử vi 12 chồng sao, nói về độ bướng bỉnh, cứng đầu và sở hữu bản ngã cá nhân cao ngút trời, khó chồng sao nào có thể so sánh được với Bạch Dương trong 12 cung hoàng đạo nữ. Dương Dương ít chịu nghe ai, chỉ thích theo ý mình và nóng tính, dễ nổi giận. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính cách này của họ khó mà thay đổi, kể cả sau khi đi lấy chồng, làm dâu. Liệu với cá tính đó, cô nàng Bạch Dương có thể sống yên ổn trong gia đình nhà chồng hay không? Câu trả lời là có, thậm chí, nữ Dương Dương còn được nhà chồng quý mến nữa cơ. Lý do là bởi, nàng Bạch Dương tuy nóng nảy, ương bướng, nhưng bù lại, bản chất họ đơn thuần, không để bụng, không làm hại ai. Họ lại vui vẻ, nhiệt tình, nên luôn làm cho bầu không khí gia đình trở nên sôi nổi. Gia đình nào có con dâu, thuộc chồng sao Bạch Dương, cuộc sống mỗi ngày luôn ngập tràn tiếng cười và giây phút hài hước. Ai cũng cảm thấy yêu đời và vui vẻ, được lan truyền những cảm xúc tích cực từ cung hoàng đạo nữ này. Hạng 4 Chồng sao sư tử Hào phóng và tự chủ, Yếu tố cần thiết để chứng tỏ bản thân. Phụ nữ sư tử thuộc tiếp người tự tin và luôn thích được tỏa sáng trong mối quan hệ với chồng, nữ sư tử thích được một nửa còn lại chiều chuộng, cung phụng vô điều kiện. Nàng dâu sư tử trọng thể diện, nên làm gì cũng chú ý đến hình thức, hiếm khi xuề xòa. Bên cạnh đó, cô nàng hoàng đạo này còn có một nhược điểm khó sửa đổi là hoang phí, tiêu tiền như nước. Những lý do này không thể không khiến gia đình chồng bối rối lo lắng thế nhưng nhiều sư tử khi đi làm dâu lại rất được lòng cha mẹ chồng và họ hàng nhà chồng lý do là gì ư đơn giản là khi đi làm dâu họ đối xử với gia đình chồng chân thành cởi mở bằng cả trái tim lương thiện nồng nhiệt của mình chứ không hề kênh kiệu làm cao cung hoàng đạo nữ này tiêu nhiều nhưng cũng rất biết cách kiếm tiền họ kiếm tiền giỏi nên khá độc lập về tài chính nàng dâu sư tử tuy tiêu nhiều tiền nhưng không chỉ cho lo cho bản thân mình với gia đình chồng họ cũng chi ra không tiếc tay bảo sao tốt chồng sao nữ làm dâu luôn được gia đình chồng cưng nựng luôn có cái tên sư tử